Buổi ngày hôm nay với cô thì chúng ta sẽ cùng live stream tiếp, chữa tiếp 20 câu ở trong phần của level N2. Tuy nhiên thì vừa nãy cô có ngó qua đề một chút thì có thấy là có một cái bài, có một cái câu có lẽ là trong giờ chúng ta sẽ bỏ qua nhá. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng cùng với cô chưa? Chúng ta có câu số 41, chuỗi này mình đã chữa được đến hôm nay buổi thứ 3 đúng không? 息子 ga manga bakkari yonde iru node toto manga o tori... Thế câu này các bạn sẽ điền gì bây giờ ạ? Rồi, chúng ta sẽ điền gì? Một là tori kaeta hay là tori ageta, tori keshita hay là tori dashita? Các bạn chọn đáp án mấy cho cô nào? Mình có hiểu cái câu này không ạ? Có hiểu câu này không? Vế đầu tiên sẽ là gì đây? Vì thằng con trai của tôi nó chỉ gọi là gì nhỉ? Chỉ đọc là gì đấy? Chỉ toàn là đọc manga ấy, truyện tranh ấy. Thế nên là cuối cùng thì tôi đã thế nào cái cuốn manga đấy, cái cuốn truyện tranh đấy à mọi người? Tôi đã thế nào ạ? Đúng rồi, câu này chúng ta sẽ có tori ageta. Nghe lạ tai không mọi người? Tori ageta nghe lạ tai không ạ? Chúng ta sẽ có cái từ tori ageru này mang ý nghĩa là gì mọi người biết không? Là tịch thu nhé mọi người nhé. Lấy đi, tịch thu. Thì mình sẽ ví dụ như là keitai den wa o tori ageta, hay là gì nhỉ? Omocha o tori ageta là mình tịch thu điện thoại, tịch thu đồ chơi, hay là tịch thu manga, tịch thu truyện tranh. Đúng không ạ? Thế còn chúng ta sẽ có từ tori kaeru, nghĩa là mình sẽ thay, ví dụ thay pin chẳng hạn, đúng không? Battery o tori kaeru. Ok, thay pin, khi mà nó hết pin thì mình thay pin, hoặc là thay một cái linh kiện gì đó, ví dụ buhin o tori ageru, tori kaeru. Ok, mình thay một cái linh kiện nào đó nhá. Hay là tori kesu thì các bạn đó là gì ạ? Đúng rồi, nó nghĩa là xóa đi, hoặc là gì nhỉ? Nó sẽ bằng một cái từ nữa, từ cancel suru nhá. Cancel suru là hủy. Ok chưa ạ? Rồi, và tiếp theo chúng ta có từ tori dasu là lấy ra nhá mọi người nhá. Lấy ra. Ví dụ như là mình lấy từ trong túi áo ra cái gì nhỉ? Saifu o tori dasu. Ok. Thế thì đấy, các bạn học một câu thôi nhưng mà các bạn sẽ cùng với cô nhớ thêm bốn từ vựng đi kèm của nó nữa nhá. Tori ageru chỗ này nghĩa là mình tịch thu. Ok, tori kaeru đổi một cái linh kiện sản phẩm này, hay là thay pin chẳng hạn. Tiếp này tori kesu nghĩa là xóa, hoặc là bằng với canceru là hủy nhá. Và cuối cùng chúng ta có tori dasu là lấy ra, được không ạ? Lấy ra. Ok mọi người, các bạn đã vào nhập cuộc rồi chưa ạ? Rồi, thế thì bây giờ cùng nhau bắt đầu cho cô nhá. N2 nào. Câu số 2, câu số 42. Rồi, các bạn điền cho cô. Chọn cho cô nào. Koronde tatenaku natte ittara tori shito ga tasukete kureta. Rồi, có hai vế đúng không? Rồi, tori kosu hay là tori kiru hay là tori sugiru hay là gì nhỉ? Tori kakaru. Nó sẽ hỏi về ý nghĩa của bốn từ này và đều chia thể quá khứ phải không mọi người? Ok, mà sẽ điền đáp án mấy ạ? Khi mà tôi gì ạ? Khi mà tôi ngã và không thể đứng dậy được thì thế nào đấy mọi người? Thì thế nào ạ? Thì những người thế nào đó đã giúp tôi. Ok, cô dịch ra như vậy để các bạn chọn nghĩa cho cô nhé. À, mọi người, rất là nhiều bạn chọn đáp án. Hoài Trần chọn đáp án số 3 hả? Chi Nguyễn chọn đáp án số 4 này. Những người qua đường. Rồi, đúng ạ, chuẩn luôn. Những người qua đường nha, đúng. Ừ. Hay, ok, câu này đáp án sẽ là đáp án số 4 nhé mọi người nhá. Tori kakaru. Ok, tori kakaru, chỗ này là nói về những cái người mà tình cờ đi ngang qua. Được chưa ạ? Tình cờ đi ngang qua. Ok, chodo soko toru là đúng vào cái lúc đấy thì đi ngang qua nhá, đi qua. Thì mình sẽ hiểu là khi mà tôi bị ngã và gì nhỉ, không thể đứng lên được, thì những cái người mà tình cờ đi ngang qua đúng cái lúc đó thì họ đã cứu tôi, đã giúp tôi. Được chưa ạ? Còn lại chúng ta có từ tori kosu thì nó sẽ có một cái nét nghĩa, đó là bằng với cả tori sugiru là đi vượt quá nhá, đi vượt quá qua ấy. Được chưa nào? Và cái từ tori kosu này còn một cái ý nghĩa nữa, đó là các bạn đã nghe bao giờ cái cụm từ là ikari o tori kosu chưa nhỉ? Tức là gì nhỉ? Nó mang ý nghĩa là vượt quá một cái cảm xúc gì đó, một cái cảm xúc gì đó nó gì nhỉ? Nó quá mức, thì cái từ ikari o tori kosu nghĩa là gì nhỉ? Vô cùng tức giận đấy nhá. Hay thì thêm nói lại với các bạn về hai ý nghĩa của hai cái anh này. Ok, nó đều có một cái nét nghĩa chung, đó là gì nhỉ? Đi quá qua. Ok, còn lại cái từ tori kosu nó hay rất là hay kèm một cái cụm từ là ikari o tori kosu, nghĩa là vô cùng tức giận đấy nhá. Hay còn chỗ này mình có từ là tori kakaru, nghĩa là đi tình cờ đi ngang qua đúng vào cái lúc đấy, thì đây là cái câu này. Còn tori kiru thì nó không có cụm từ này mọi người ạ, không có cụm từ này nhá. Hay, được chưa ạ? Rồi, các bạn thấy khó không? N2 khó không? Bao nhiêu bạn ở đây chuẩn bị thi N2 ạ? Trong lúc cô hỏi thì các bạn có thể sang tiếp cho cô câu 43 nhá. Ở đây có ai chuẩn bị thi N2 không? Rồi, hay, nhìn tiếp cho cô câu 43 nào.
明日の朝9時から担当者との合わせがある. Rồi, 合わせがある. Thì câu này mình sẽ hiểu là gì ạ? Từ 9 giờ sáng ngày mai thì sẽ có một cái gì đó. Với ai ạ? Với người phụ trách. Với 担当者 là với người phụ trách nhá. Thực ra trong câu 43 này cô thấy là đều là những cái từ mà các bạn đã gặp, cô nghĩ là các bạn đã từng gặp rồi nhá. Nếu mà tầm N2 đúng không? Hẳn là các bạn đã gặp 打ち合わせ rồi đúng không? Rồi là 打ち合わせ, biết đâu cũng gặp rồi đúng không? Rồi 組み合わせ, cũng quen tai nhỉ? Và 詰め合わせ nhá, 詰め合わせ. Vậy thì bốn cái từ này nghĩa là gì nhỉ? Rồi, từ 9 giờ sáng ngày mai thì tôi sẽ có cái gì đó với người phụ trách nhá. Nghe là với người phụ trách. Thế thì rất là nhiều bạn chọn đáp án 1 nhá. Tất cả các bạn đều chọn 問い合わせ. Bởi vì sao? Bởi vì nghe quen tai quá đúng không? Câu này của chúng ta không phải là 問い合わせ đâu mọi người ơi. Đó là 打ち合わせ nhá. 打ち合わせ. 打ち合わせ nó sẽ bằng với ý nghĩa của cái từ là từ 面談 mọi người nhá. 面談 là mình gặp mặt để mình trao đổi. Ok, mình gặp mặt để mình trao đổi ai với ai đó nhá, gặp mặt để trao đổi để bàn bạc này, được chưa ạ? Thế còn cái cụm từ là 問い合わせ, các bạn hay nghe nhiều như là 問い合わせ no banggo is ne, tức là số điện thoại mà để giúp các bạn liên hệ để tư vấn giải đáp thắc mắc ạ. Thì cái cụm từ 問い合わせ nó sẽ bằng với ý nghĩa là mình liên hệ, mình tư vấn để và hay là giải đáp thắc mắc nhá. Đấy, thế nên là trong cái câu này mình sẽ ghép cả cụm từ này 担当者 tono chấm chấm thế nào đó thì mình sẽ dùng là 担当者 tono 打ち合わせ, là mình có một cái buổi gặp mặt trao đổi bàn bạc với người này nhá. Thế còn 問い合わせ chỉ mang ý nghĩa là liên hệ giải đáp thắc mắc thôi, đúng không ạ? Ok chưa ạ mọi người? Rồi, thế còn cái từ 組み合わせ là mình phối hợp. Ở phối hợp ví dụ như là mình có một cái bó hoa, mình phối hợp với nhiều loại hoa khác nhau để tạo thành một bó hoa đúng không? Hay là phối một cái áo với một cái quần nào đó, được chưa nào? Thì chúng ta có cái từ đấy là từ 組み合わせ nhá. Còn từ 詰め合わせ, được chưa nào? 詰め合わせ là mình cho rất là nhiều những cái đồ vào trong một cái đồ đựng nào đấy nhá, thì mình sẽ hiểu là mình đóng gói, đóng hộp một cái sản phẩm nào đó, một cái đồ gì đó, được chưa nào? Thì đó là cái từ 詰め合わせ nhá. Hay, được chưa? Các bạn có nghe rõ cô giảng không? Có nghe rõ cô giảng không? Thỉnh thoảng nó có hơi một tiếng ồn một chút, các bạn nghe rõ không ạ? Đúng không ạ? Tiếp tục chúng ta sang câu 44 cho cô nhá. Rồi, câu này thì dễ này. Câu này thì dễ này. Câu này rất là dễ nha. Các bạn chọn đáp án cho cô nào. Câu này rất là dễ nào. Đấy, câu này là cho điểm luôn đấy nhá. Ừ. Hay, chấm với chấm. 時点では賛成とも反対とも言えない. Thế nào? Ở tại cái gì đó thì không thể nói là thế này mà cũng chẳng thể nói là thế này. Rồi, vậy thì chúng ta có 4 từ. Ừ, cái từ nào thì nó sẽ mang ý nghĩa hợp lý bây giờ mọi người? Từ nào ạ? Rồi, từ nào bây giờ? Ở tại thời điểm hiện tại thì không thể nói là tán thành mà cũng không thể nói là gì đây nhở? Phản đối đúng không? Thế thì câu này chúng ta sẽ có đáp án số mấy ạ mọi người? Cái nào nó sẽ mang ý nghĩa là thời điểm hiện tại nhỉ mọi người nhỉ? Ừ, chúng ta sẽ không có cái từ là thô di tên đâu mọi người ạ. Chúng ta sẽ có cái từ thô này nó mang ý nghĩa là đương đúng không? Đương là nó sẽ hay một cái từ là, có một cái từ là từ thô dị là tại cái thời điểm đó. Thời điểm đó nó có thể là cái thời điểm trong quá khứ hoặc là trong tương lai, miễn là cái thời điểm mà họ đang đề cập đến đấy nhá. Thế thì chúng ta loại đáp án 3 cho cô đi. Thế còn bây giờ tại thời điểm gì ạ? Đúng rồi, tại thời điểm hiện tại nhá. Chúng ta sẽ có từ gen di tèn đấy nhé. Gen di tèn là tại thời điểm hiện tại, được chưa nào? Các bạn sẽ có rất là nhiều từ đi với từ gen, ví dụ như là genkin, gendai, gensho hay là gì nhỉ? Genjitsu rồi đúng không? Thì các bạn nhớ thêm cho con một cái từ là từ genjiten là tại thời điểm hiện tại nhá. Chứ còn thô chúng ta sẽ có từ thôji. Ok, các bạn đi thêm với từ thôji cho cô. Thì mình sẽ có từ thôji là vào cái thời điểm đó nhá, vào cái thời điểm đó. Ok. Còn chúng ta sẽ không có từ gì nhỉ? Konjiten đâu mọi người ạ. Ví dụ kon thì các bạn sẽ có thế kỷ này chẳng hạn. Konseki là thế kỷ này nhá, nó sẽ đi với từ kon này, konseki. Còn do thì sẽ không đi với do jiten đâu. Ví dụ các bạn sẽ có từ ví dụ là do sedai nhé. Do sedai là cùng thế hệ đúng không? Do sedai nhé. Ví dụ do sedai sẽ là cùng thế hệ nhá. Hay. Ok chưa? Rồi, như vậy câu này đáp án chính xác là đáp án số 1 nhá mọi người nhá. Được nhé. Ok. Rồi, tiếp tục chúng ta sang câu số 45 nào. 45. Đấy, 45 thì mình sẽ chọn đáp án số mấy bây giờ? 45.
Câu này cũng sẽ là một cái câu mà cô nghĩ là khả năng cao là các bạn đã từng gặp ở đâu đó trong những cái đề luyện của N2 và N3 rồi nha. Kekkon aite ni chớ chớm shiu niu wo motomeru josei ga oi. Câu này mình sẽ điền là gì bây giờ? Có rất là nhiều người phụ nữ làm sao ạ? Nhiều người phụ nữ thì họ đòi hỏi, họ yêu cầu cái thu nhập thế nào đó ở ai ạ? Ở cái người mà mình sẽ lấy làm chồng, đúng không? Kekkonaite là cái đối tượng kết hôn nhá. Vậy thì câu này nói chung là liên quan về đến tiền thì cô thấy là các bạn chọn nhanh lắm nha. Liên quan đến tiền là nhanh lắm nha. Đấy. Những người phụ nữ mà gì nhỉ? Mà đòi hỏi, mà yêu cầu cái gì ạ? Thu nhập cao, đúng rồi. Thu nhập cao chúng ta sẽ có từ gì ạ? Câu này hình như tất cả đều làm đúng hết này. Thu nhập cao là gì ạ? Chúng ta có từ thu nhập cao sẽ là cô siêu niu nhá. Cô siêu niu sẽ là thu nhập cao. Hay các bạn có từ gì nhỉ? Ví dụ như là cô đê ca. Ờ, các bạn có nhớ từ cô đê ca. Các bạn biết từ này từ gì không ạ? Cô đê ca sa cày. Là cái xã hội gì nhỉ? Cô đê ca là xã hội mà già hóa, đúng không? Già hóa dân số nhá. Thì cái từ cô này, nhớ cho cô từ. Ví dụ như cô đê ca hay là cô siêu niu. Ý đấy nhé. Thế còn từ này là từ đa, đúng không ạ? Đa thì mình có từ gì nhỉ? Các bạn có từ đa gì nhỉ? Có một cái từ gọi là từ phòng đa năng, mà phòng gọi là phòng sử dụng với nhiều chức năng ấy, thì chúng ta có từ gì ạ? Đấy, tamokuteki shitsu. Ok, tamokuteki shitsu là cái phòng mà là phòng đa năng chẳng hạn, thì mình có từ tha như vậy nhá. Đấy, tiếp theo cái từ này là từ tăng. Cái từ này mang ý nghĩa là tăng, ví dụ như là tỷ lệ gia tăng sẽ là zokaditsu nhá, zokaditsu. Hay là cái từ ryo, ryo này thì ví dụ như là ryo shin là tốt, đúng không nào? Thì nó sẽ có một vài những cái từ như vậy. Thì những cái từ này nó sẽ không đi với siêu niu như vậy. Chúng ta có từ cô siêu niu là tiền, tiền gì nhỉ? Tiền lương, lương cao nhá, lương cao. Ok không ạ? Tiếp tục cho cô câu 46 nhá. Tenkou nado niyotte mokuteki chomechom ni tochakku suru jikan ga okureru baai mo aru. Rồi, câu này nghĩa là gì ạ? Tùy vào cái này mà cũng sẽ có những trường hợp thế này. Ok? Thế thì mình sẽ chọn đáp án số mấy cho cô nào? Rồi. Nào, mục tiêu là mục tiêu, mục đích, đúng không nào? Thế thì bây giờ tùy vào thời tiết mà cũng sẽ có những cái trường hợp là thời gian đến cái gì đó nó sẽ bị trễ nhỉ? Thời gian đến đâu à mọi người? Ok, mục tiêu chi. Đáp án số 2 ạ. Nhớ, nhớ cho cô cụm từ này. Mục tiêu chi là nói về cái đích đến, là cái địa điểm mà chúng ta đang cần đến nhá, là nơi mà các bạn cần đến. Ok. Thế còn cái từ sở này chúng ta có từ sho chẳng hạn, đúng không? Sở thì ví dụ như là có từ jimusho. Đơn giản nhất nó đứng ở đuôi sẽ là jimusho. Hay là trong một cái từ khác nó sẽ bị biến âm một chút, ví dụ như là kenkyujo là cái phòng nghiên cứu chẳng hạn. Nhá, phòng nghiên cứu thì chúng ta sẽ biến âm một chút, được chưa? Tiếp tục cái từ này, nếu mà nói về địa điểm nơi trốn thì chúng ta có một cái từ ví dụ như là rất quen thuộc với các bạn bên Nhật này. Chiusajo, dễ không ạ? Chiusajo là gì ạ? Là cái bãi đậu xe đấy, đúng không? Còn từ gian này thì nó sẽ không có cái từ mà để chỉ gọi là địa điểm khi mà nó đứng ở dưới cuối cùng đâu. Nhá, ví dụ như chúng ta có từ ngay đi từ jikan desu ne, jikan thai là khung thời gian nhá. Jikan thai là khung thời gian. Tiếp tục nhìn tiếp cho cô sang câu 47 nhá. Seta o sentaku shita ra chấm chấm shimatte kirare naku natta. Rồi, kirare naku natta. Câu này nghĩa gì đây? Seta, không phải senta nhá mọi người nhá. Seta o sentaku shita ra. Ok. Khi mà mình giặt cái gì đó thì thế nào đó, thế nên là nó thế này, được chưa nào? Rồi, đây cũng là một cái từ rất là hay này. Ok, khi mà mình giặt áo len ấy, thì làm sao ạ? Thì nó thế nào đó, thế nên là không thể mặc được nữa. Khi mà mình giặt áo len thì nó làm sao ạ? Rồi, khi mà mình giặt áo len thì nó, đúng rồi, chúng ta có một cái từ là từ đâu giờ mấy nào mọi người, đâu giờ mấy nào? Đúng rồi, chúng ta có một từ là từ chijimu nhá. Chijimu là co lại. Áo len khi mà giặt nó sẽ bị co lại, đúng không? Khi mà tôi giặt cái áo len thế nên là nó bị co lại và nó không thể mặc được nữa nhá, không thể mặc được nữa. Thế bây giờ cô đố các bạn 3 4 từ này trong từ rất là hay. Từ kosuru nghĩa là gì hả mọi người? Kosuru. Đấy, kosuru là gì đây? Me o kosuru là gì ạ? Me o kosuru là gì đây? Là chúng ta gì ạ? Dụi mắt nhá mọi người nhá. Me o kosuru là dụi mắt, và ngoài ra nó còn mang ý nghĩa là mình cọ sát, đúng không? Cọ sát, ví dụ như là mình cọ sát cái gì nhỉ? Ví dụ brushi de kosuru desu ne, mình là mình chùi, mình cọ sát bằng cái bàn chải nhá, bàn chải. Đấy. Rồi, tiếp theo cái từ tamaru. Nghĩa gì đây nhỉ? Mo saikin hontou ni isogashikute.
làm sao ạ? Stress ga tamatte shimatta hay là tsukare ga tamatte shimatta là gì ạ mọi người? Ok, là gì ạ? Dạo này đúng không? Bận quá thế nên là gì nhỉ? Stress ga tamaru, tsukare ga tamaru hay là bình thường mình có hokori ga tamaru là gì ạ? Đúng rồi, là tích tụ lại, stress bị tích tụ lại đúng không? Thì tức là mình bị stress này, mình bị mệt này, tsukare ga tamaru desu ne. Hay là trong phòng thì tích đầy bụi sẽ là hokori ga, ê chotto matte. Hokori ga tamaru. Ii desu ne. Được chưa ạ? Rồi. Tiếp tục chúng ta có từ shiboru. Mà các bạn biết từ shiboru không ạ? Shiboru là gì nhỉ? Ví dụ như zouki no shiboru. Hay là atama o shiboru. Nghe từ này nghĩa gì đấy ạ? Shiboru là mình bắt nhá, mình bắt khăn. Hoặc là nếu mà nói về trí óc hay là đầu óc ấy, atama o shiboru hay chie o shiboru nghĩa là bắt óc suy nghĩ hay tập trung trí óc nhá, tập trung trí óc. Được chưa mọi người? Ok chưa? Đấy, thế là mấy từ này rất là hay, các bạn nhớ cho cô nhá. Tiếp tục chúng ta có câu số 48 nào. 48. Gogatsu ni wa, desu ne. Gogatsu ni wa chờ chấm kaze ga fuku. Ok. Vào tháng 5 thì gió gì nó thổi nhỉ mọi người nhỉ? Gió mijime na hay là gió hogaraka na hay là gió ozappa na hay là gió sawayaka na? Các bạn cho đáp án số mấy? Tháng 5 thì những cơn gió. Cơn gió gì ạ? À? Đúng rồi, những cơn gió dễ chịu, những cơn gió nhẹ nhàng, những cơn gió sảng khoái nhá. Thì chúng ta có từ là sawayaka, ii desu ne. Sawayaka là những cái cơn gió nhẹ nhàng, dễ chịu, thoải mái. Thế ngoài cái từ sawayaka na kaze thì chúng ta sẽ có từ những cái từ ví dụ như là sawayaka na kaori thì bạn sẽ dịch là gì ạ? Sawayaka na kaori là những cái mùi hương nó dễ chịu, nó sảng khoái nhá. Hay là gì đấy nhỉ? Sawayaka na koe là gì nhỉ? Cái giọng nói rất là gì đây nhỉ? Rất là nhẹ nhàng, rất là dễ chịu. Tiếp tục, bây giờ cô hỏi nhá. Mijime na. Các bạn biết từ này từ gì không ạ? Rồi, mijime na. Hay. Bỏ chữ mê ra ngoài cho cô nhá. Mijime na. Thì mình sẽ có cái cụm từ là mijime na, ví dụ như là kurashi đi nhá. Là một cái cuộc sống làm sao mọi người? Cuộc sống gì ạ? Khốn khổ, cuộc sống rất là đáng thương nhá. Mijime na kurashi. Rồi, hay là hogaraka na. Hogaraka na thì nghĩa là gì mọi người? Là ví dụ nhá, hogaraka na seikaku. Ok, hay là hogaraka ni hanasu thì nó sẽ mang ý nghĩa gì mọi người? Là sáng sủa, là rạng rỡ, là tươi vui. Hay là ozappa, đúng không? Ozappa. Ozappa thì ví dụ như là ozappa na shigoto buri là một cái kiểu làm việc nó rất là gì nhỉ? Hời hợt nhá, cầu thả, là qua loa đấy mọi người nhá. Ok, ozappa na shigoto buri chẳng hạn. Ngoài ra nó còn mang cái ý nghĩa nữa, một cái ý nghĩa là khái quát sơ lược, tức là mình không cần đi vào chi tiết. Ví dụ như là ozappa na mitsumori o dasu desu ne, tức là mình đưa ra một cái dự toán mang tính chất là khái quát sơ lược thôi chứ chưa cần đi vào chi tiết. Được chưa ạ? Rồi, thì đó là hai nghĩa của từ ozappa mà cô nghĩ là ở N2 các bạn nên nhớ nhá. Hay, ok chưa? Rồi, cô đi tiếp nhá. Hay. Nào, nani nani yaru to kimetara kantan ni akiramete wa ikenai. Rồi, một là ippo, hai là ittan, ba là itso và cuối cùng là ittai. Đấy. Ippo thì nó sẽ có nhiều từ đúng không? Nhưng mà ví dụ cô có thể đưa ra cho các bạn một cái từ là từ ippo. Ippo là nhất báo đi. Có một cái từ là từ ippo nhất báo đi. Ittan, so. Hay là itso, ok. Và ittai. Ok, mình sẽ có thử từ là ippo chẳng hạn đúng không? Isso desu ne. Ittan không có, không phải không có mà là thường người ta sẽ dùng ở cái thể gọi là gì nhỉ? Chúng ta sẽ thường dùng ở dạng hiragana đúng không? Còn nếu mà là chữ Hán thì có thể là chữ này các bạn. Lâu không biết chữ Hán không biết có đúng không mọi người. Các bạn check cho cô nha. Bạn nào thấy cô viết sai nhớ nhớ comment nhá để chỉ ra nhá. Ok. Lâu không biết chữ Hán là quên hết mọi người ạ. Đấy, thì ví dụ nhá, cái từ ippo này chúng ta sẽ hay có một cái cụm từ là gì nhỉ? Go ippo itadakeru to saiwai desu. Khi mà các bạn viết mail á, mà các bạn muốn nói một câu với đối phương rằng là gì nhỉ? Tôi sẽ rất là biết ơn nếu mà ngài có thể trả lời lại cái bức mail này cho tôi, thì mình sẽ có từ ippo là nhất báo đúng không nè? Là gì nhỉ? Chà, gọi là gì nhỉ? Gọi là gì đây? Mang dịch là gì bây giờ? Nhất báo là một đôi lời thông báo chẳng hạn. Đó nhá, nói lại nhá. Go ippo itadakeru to saiwai desu ne. Hay. Thế còn chỗ này mình có từ ittan.
Bình thường mình hay có một từ là itan kikokusuru là tạm thời, đúng không mọi người? Itan kikokusuru, ví dụ như vậy. Tạm thời. Rồi, tạm thời để như thế đã nhá. Itan kikokusuru. Isso, ví dụ như là samusa ga isso hageshiku naru. Samusa ga isso hageshiku naru. Nghĩa gì nhỉ? Cái cơn lạnh nó trở nên gì nhỉ? Trở nên khắc nghiệt hơn nữa, bằng với sarani là hơn nữa. Được chưa nào? Hay là cái từ itai. Kare wa itai nani o kangaeteru no? Anh ta đang nghĩ gì như vậy, đúng không? Rốt cục thì anh ta đang nghĩ gì vậy? Hay là tóm lại thì anh ta đang nghĩ gì vậy? Là itai itai koto wa nani? Đúng không? Tóm lại, rốt cuộc thì cái điều mà cậu muốn nói là gì vậy? Cô Thanh nói như vậy thì các bạn chọn đáp án số mấy ạ? Chả hợp lý tí nào, đúng không? Không thể đáp án nào hợp lý. Nhưng mà câu này đáp án đúng của chúng ta đáp án số 2 mọi người ạ. Các bạn nhớ cho cô một cái cấu trúc ngữ pháp, đó là gì nhỉ? Itan chớ chấm tara isne. Một khi mà đã thế nào đó nhá. Itan yaru to kimetara. Một khi mà đã quyết định là mình sẽ làm thì sẽ tuyệt đối là không gì nhỉ? Bỏ cuộc một cách dễ dàng. Ok chưa? Hay là itan hajimetara saigo made ganbaranake ikenai. Ok, một khi mà đã bắt đầu thì phải làm đến cuối cùng. Được chưa ạ? Đấy, thì đó là ngữ pháp, gọi là câu này với cái từ là từ itan, các bạn nhớ cho cô nhé. Đó là một khi mà đã, đúng không? Một khi thế nào đó. Thế nào đó thì nó hay rất hay đi với kiểu tada nhé. Ok. Đấy, rồi đó là câu 49. Tiếp tục câu 50 của chúng ta nhé. Samuku natte kita no de sorosoro chom. Ôi, câu này dễ nè mọi người ơi. Câu này dễ từ nãy giờ. Thấy nhiều từ quá đúng không? Nào, bây giờ chúng ta sẽ hỏi về từ katakana nhé. Skuru stereo, stove hay là stage. Bạn ơi, bốn từ tiếng Nhật của chúng ta, tiếng Nhật và tiếng Anh đi. School là gì à mọi người? Nào. Ok. Stereo thì ghép lại nguyên từ đấy nhá. Chúng ta có từ stove, chúng ta có từ gì nhỉ? Stove, stove đấy đúng không? Và cuối cùng chúng ta có stage. Ok. Cái này đúng nhỉ? Đúng nhỉ? Đúng này em nhỉ? Từ tiếng Anh nhá mọi người. Đấy. Đấy. Rồi thì câu này là trời đã lạnh rồi, thế nên là chúng ta hãy gì nhờ, chuẩn bị là gì đây nhờ, mang cái gì ạ? Mang cái lò sưởi ra thôi. Thế thì câu này chỉ có một cái từ duy nhất. Ok, đây, sửa này. Stereo hay dio nhá mọi người nhỉ? Di hay đê nhỉ? Quên, không nhớ cái từ này trong tiếng Anh đâu mọi người ạ. Ok, thế cái từ này chúng ta sẽ có câu này mang nghĩa là gì đấy nhỉ? Sắp vì lạnh rồi thế nên là hãy lôi gì đấy nhỉ? Lôi cái lò sưởi ra nhá, lò sưởi ra. Đấy, như vậy câu này chúng ta sẽ có đáp án số 3 nhá mọi người nhá. Cái stereo này chúng ta cũng không nhớ chính xác tiếng Anh của nó là gì đâu mọi người nhá, nhưng mà stereo này trong tiếng Nhật ấy nó mang nghĩa là nói về dàn âm thanh nổi, ví dụ như là loa hay là những cái đầu đĩa mọi người, loa hay đầu đĩa nhá. Thế còn studio thì dễ rồi, là trường học, và chúng ta có stage, nó bằng với từ butai desu ne, là sân khấu á. Được chưa ạ? Sân khấu nhá. Hay rồi. Ok chưa ạ? Như vậy xong 10 câu nha, 10 câu. Lần này có quảng cáo mọi người ơi, nhưng mà hôm nay giờ cô sẽ đi qua luôn nhá, bởi vì là đã ít về quảng cáo người ta còn nghỉ hết luôn cơ. Đúng không? Đấy. Nhưng mà sắp tới là cô có dạy lớp luyện đề chuyên sâu, bạn nào muốn tham gia thì tham gia nhá. Chúng ta làm tiếp cho cô này. Làm tiếp cho cô câu 51 nhá. 51 câu này các bạn bỏ qua cho cô. Câu này đề nó hơi bị củ chuối ấy, đề hơi bị củ chuối nên là chúng ta sẽ bỏ qua câu này cho cô nhá. Rồi sang câu 52 các bạn làm cho cô này. Câu 52 làm luôn nhá. 52 các bạn chọn cho cô đáp án số mấy nào? Shin saku no eiga mo chấm chấm imasu ka? Ok. Shin saku no eiga mo nani nani imasu ka? Thế nào cái gì ạ? Cái bộ phim mới không ạ? Đúng không? Shin saku no eiga. Thế nào đó cái bộ phim mới không ạ? Rồi, một là moriageru, hai là stay uri, đúng không? Tiếp theo kashidashi, và cuối cùng là yobikomu. Ok, yobikomu. Rồi mình sẽ có công đáp án số mấy bây giờ? Moriageru, đúng các bạn biết là gì? Thực ra câu này rất là dễ mọi người. Không biết là anh chị có thế nào bộ phim mới không ạ? Đúng rồi. Ôi giời ơi, sao nhiều bạn lại chọn đáp án số 1 hả? Các bạn chọn đáp án số 1 à? Nguyễn Bảo Long, 3 là cho thuê, 4 là gọi tên, 2 là bán xong rồi vứt. Rồi. Câu này chúng ta sẽ chọn đáp án cho cô là đáp án mấy? Đấy. Rồi, câu này mình sẽ chọn đáp án là đáp án số 3 nhá. Kashidasu là mình cho thuê, cho mượn. Anh chị có cái bộ gọi là cái phim mà mới ấy, thì anh chị có cho mượn, cho thuê không ạ? Được không ạ? Cho mượn, cho thuê không ạ? Rồi, thế còn cái câu số 1 của chúng ta ấy, câu số 1 của chúng ta là moriageru, là mình mang ý nghĩa là gì nhỉ? Khuấy động bầu không khí lên nhá. Khuấy động bầu không khí lên, hay là mình
mang ý nghĩa hay là một cái từ mà chúng ta hay dùng, là từ quẩy lên đấy mọi người. Quẩy lên đi, đúng không? Moriagete, đúng không nào? Mình quẩy lên đi, nó là thuộc cái dạng là mang ý nghĩa như vậy nhá. Thế còn cái câu số 2 mọi người, các bạn nhìn cho cô ghép hai từ này. Seru là vứt, còn uru là mình gì ạ? Mình bán. Thế bây giờ vứt xong bán à? Hay bán xong vứt ạ? Cái từ này nó sẽ mang ý nghĩa là gì nhỉ? Mình bán như vứt đấy mọi người ạ. Sẽ kiểu là seriyo na shikui hay là gì nhỉ? Yasui nedan de uru. Mình bán với một cái giá rất là rẻ, như thể là mình vứt đi, như thể mình cho đi ạ. Vậy thì câu này mình sẽ dịch một cái từ đơn giản là gì nhỉ? Bán tống, bán tháo, theo cái kiểu là bán như thể là vứt đi, là cho đi với một cái giá rất là rẻ nhá. Còn cuối cùng chúng ta có từ yobikomu. Cái từ này á, bình thường là gọi, yobimasu là gọi đúng không? Nhưng mà cả một cái cụm từ này thì mình sẽ có những cái cụm từ như là jinzai o yobikomu là, hay là okekusan o yobikomu, nghĩa là gì nhỉ mọi người nhỉ? Thu hút nhá, thu hút khách hàng hay là thu hút nhân tài. Ok, thu hút khách hàng hay thu hút nhân tài nhá. Đấy, thì đó là nghĩa của bốn từ này mọi người nha. Rồi, ok chưa? Tiếp tục chúng ta có câu số 53 đáp án số mấy nhỉ? Chọn cho cô nào. Otto wa gì nhỉ? Itsu mo nimotsu o chấm chấm kangaete iru. Otto wa chấm chấm. Hôm nay vừa nãy mình gặp cái câu này, mình quay sang mình bảo ông Dũng nhà mình, câu này đúng là dành cho anh luôn đấy. Otto wa itsu mo monogoto o chấm chấm kangaete iru. Chồng tôi thì lúc nào cũng suy nghĩ mọi thứ một cách rất là gì à mọi người? Rất là gì? Rất là an y nhi, hay là kiraku nhi, hay là an shin nhi, hay là heon nhi. Mình sẽ có, mình cô giải thích nghĩa cho các bạn trước nhá. Heon là gì nhỉ? Là bình yên, yên ổn. Mà kiểu như là bình yên vô sự, không có chuyện gì xảy ra ấy. Thì mình sẽ có cái cụm từ này, ví dụ như là heon na mainichi. Mình sống những cái ngày, sống ngày ngày tháng mà rất là bình yên, yên ổn. An shin thì nó bằng nghĩa là an tâm rồi đúng không? Rồi. Thế còn hai cái từ này, an y và kiraku, thì nó sẽ khác nhau cái gì ạ? An y nhị nó sẽ bằng với cái ý nghĩa là bất cẩn hay là không cẩn thận. Tức là làm cái gì đó một cách rất là đơn giản, một cách dễ dàng, theo cái ý nghĩa là mình bất cẩn, mình không suy nghĩ, suy xét nhiều chiều ấy. Ví dụ như an y nhị sono hamashi o shinjite wa ikemasen. Hay là an y nhị shinjiru, là mình suy nghĩ một cách gì đó rất là dễ dàng mà mình quá là kiểu bất cẩn, mình không có suy nghĩ nhiều hướng khác nhau ạ. Nhớ. Đấy, đó thì cái từ này nó mang nghĩa là gì nhỉ? Dễ dàng theo cái kiểu là bất cẩn, là không cẩn thận. Ok chưa ạ? Thế còn cái từ này là từ kiraku, mang nghĩa là gì nhỉ? Thoải mái, là dễ chịu. Nhưng mà để nói về trong cái ý nghĩa đó là gì ạ? Đó là mình làm hay mình suy nghĩ một cái việc gì đó mà không có quá nhiều lo lắng, với một cái tâm thế rất là thoải mái. Được chưa? Thế thì bây giờ cái câu này các bạn sẽ chọn cho cô đáp án số mấy ạ? Đúng rồi, đáp án số 2 nhá. Monogoto kiraku ni kangai deru, là chuyện gì thì chuyện cũng luôn luôn suy nghĩ mọi thứ cũng rất là một cách rất là gì nhỉ? Đơn giản, nhẹ nhàng, thoải mái, dễ chịu chứ không có đăm chiêu lo lắng quá nhiều. Được chưa nào? Kiraku ni kangai deru nhá. Như vậy câu này đáp án chính xác, đáp án số 2 cho cô nhé mọi người nhá. Được chưa? Rồi, tiếp tục chúng ta sang câu số 54. Rồi, sắp xong rồi mọi người ơi. Các bạn có bị nhầm không ạ? Câu này cũng hay này mọi người ơi, câu này cũng hay. Kono terebi ga furui no de chon chon dengen ga ochiru. Rồi, một là shudoteki ni, hai là eien ni, ba là katte ni, và bốn là shudo ni. Ok. Hôm nay thì tim à không, hôm nay. Quên mất, đầu óc đang nghĩ chuyện gì đấy tự nhiên lại nói là hôm nay đúng không? Cái gì ạ? TV này vì nó cũ rồi thế nên là cái gì dengen ga ochiru? Thế nên là cái gì ạ mọi người? Cái nguồn điện nó bị rớt ấy thì tức là gì ạ? Nguồn điện bị rớt thì tức là gì ạ? Đúng rồi, tức là điện tivi, tức là nó tự bị tắt ấy mọi người ạ. Nhá, nó bị tắt ấy. Đấy. Thế thì các bạn sẽ dùng đáp án số mấy bây giờ? À, có bạn Hằng Trần ở đáp án số 4 ạ. Đấy. Bạn Kim Tiến số 3, bạn Vi Đào số 3. À, rồi, câu này đáp án số mấy ta? Shudo ni. Shudo ni là gì ạ? Tay mà động, thủ động thì là cái gì ạ? Còn đây là shudo teki ni. Shudo này là mang tính chủ đạo mọi người nhá. Ok? Shudo ở trên số 1 là mang tính chủ đạo. Được chưa? Số 2 là eien ni, là một cách vĩnh viễn, là mãi mãi về sau. Đúng không? Mãi mãi về sau. Katte ni, bình thường chúng ta hay dịch là tự tiện, tùy ý, đúng không? Và cuối cùng chúng ta có từ shudo. Shudo là làm bằng thủ công, làm bằng tay, hay tiếng Việt mình có một cái từ mà dạo này mọi người rất hay, các bạn hay dùng, đó là gì nhỉ? Chạy bằng cơm á. Đúng không? Thủ công á, chạy bằng cơm á nhá. Vậy thì câu này mình sẽ dùng một cái từ gì mà sắc thái nghĩa nó phù hợp hơn cả nhỉ mọi người nhỉ?
chúng ta sẽ có từ đúng rồi, katteni dengen ga ochiru nhá. Đấy, TV thì nó cũ rồi, thế nên là thỉnh thoảng là nó tự tắt nguồn điện. Ừ, tự nhiên là nó bị tắt nguồn. Đó nhá. Katteni là tùy tiện, tự ý, bình thường chúng ta hay dùng như vậy đúng không? Thì trong cái câu này mình sẽ dùng một cái nghĩa mà nó gần gần với nó. Ừ, là gì nhỉ? Sắc thái nghĩa là gì nhỉ? Tự nó tắt đi nhá. Đấy. Ok chưa? Rồi, tiếp tục. Chúng ta sang câu số 55 nhá, 55. Tamani wa chấm chấm restaurant ni ikitai. Rồi. Câu này siêu dễ. Rồi. Cái cụm từ này gặp rất là nhiều. Kogaku, kodo hay là koka và cuối cùng là kokyu. Đấy. Thỉnh thoảng thì tôi cũng muốn là đi đâu ạ? Đi đến những cái nhà hàng mà nó kogaku là cái gọi là một cái khoản tiền đắt đúng không? Giá cao. Nếu mà tính từ bên nào cũng dịch như vậy. Kodo, các bạn sẽ gặp một cái từ là kodo na gijutsu. Kỹ thuật cao nhá, kỹ thuật cao. Koka cũng nghĩa là giá cao, giá đắt bằng với nế đăng ga takai. Được chưa ạ? Thế thì còn một cái từ kokyu. Ôi giời ơi, là gì ạ? Đúng rồi, là cao cấp, là sang chảnh. Thế nên là trong trường hợp này chúng ta khi mà nói về nhà hàng đúng không? Thỉnh thoảng thì tôi cũng muốn đi đến những cái nhà hàng mà cao cấp, nhà hàng mà sang chảnh đúng không nào? Hay. Thế thì câu này chúng ta sẽ chọn đáp án. Rồi, ok, chính xác. Đáp án đúng là đáp án số 4 nha. Được chưa ạ? Tiếp tục đi đến 5 câu cuối cùng này, mọi người cố lên nha. Rồi, câu này cũng rất là hay mọi người ơi, câu này cũng rất là hay. Ừ, câu này rất là hay. Nani nani ni Vietnam jin to itemo iroiro na minzoku ga aru. Rồi. Là người Việt Nam nhưng mà cũng có rất nhiều dân tộc khác nhau. Đấy, thế thì mình sẽ dịch câu này như thế nào ạ? Câu 1 có hai cách đọc, một là ichimoku hoặc là hitome. Ok, câu 2 là hitokuchi. Câu 3 là hitoiki và câu 4 thì mình có thể đọc là hitoe hoặc là ichiju. Được chưa nào? Thì bốn từ này là gì nhỉ? Rồi, bốn từ này cũng rất là hay mọi người ạ. Ừ. Câu 1. Xem được chữ Hán nào. Sao nhỉ? Đúng từ này không nhỉ? Thực sự các bạn lâu lắm cô không dạy phần từ vựng chữ Hán ấy, nên là các thánh soi check cho cô xem từ này cô biết chữ Hán đúng chưa? Đúng nhỉ? Bộ tâm này. Gọi là nhớ theo niềm tin đấy mọi người. Có một cái từ rất là hay. Đấy, từ này rất là hay. Các thánh soi check của cô xem là cô biết chữ Hán đúng chưa? Thực sự cô rất là lâu rồi cô không biết chữ Hán đấy mọi người. Nhưng mà chắc là đúng rồi. Bởi vì nhớ thì cô thường hay nhớ theo bộ ấy. Đó. Đố các biết từ này từ gì? Ok. Chúng ta có một từ rất là hay trong cái từ đầu tiên, đó là từ hitome bore nhá. Hitome bore nghĩa là gì ạ? Là tình yêu sét đánh nhá, tình yêu sét đánh. Tức là hitome ở đây là gì nhỉ? Gọi là nhìn qua nhá, nhìn qua là yêu luôn đấy, hitome bore nhé. Ngoài ra nó còn có một cái cách đọc là ichimoku. Được chưa ạ? Ichimoku. Ờ, nó sẽ là ichimoku shite, ví dụ như là ichimoku shite jōkyō haku suru, là mình nhìn qua là mình nắm được cái tình hình, đúng không? Mình nắm bắt tình hình nhá. Thế còn từ tiếp theo từ hitokuchi. Ví dụ như là hitokuchi de tabete shimau là ăn một miếng, đúng không? Ăn thử một miếng đúng không? Thử một miếng đấy đúng không? Nhưng mà ngoài ra nó còn một cái từ nữa là hitokuchi desu ne, đi với temo. Thì mình sẽ có một cái từ là dù nói là thế nào đó nhưng, được chưa nào? Nó hay đi cả một cụm này nhá. Hitokuchi chấm chấm temo desu ne. Dù nói là người Việt Nam thật đấy, thế nhưng mà cũng có rất là nhiều dân tộc khác nhau. Vậy thì chốt lại luôn câu này, đáp án chính xác là đáp án số 2 đúng không ạ? Ok chưa? Đáp án số 2. Thế còn cái từ này chúng ta có từ hitoiki nhá. Hitoiki là một chút nữa, ví dụ mo hitoiki đúng không nào? Mo hitoiki kana hay là gì nhỉ? Ato hitoiki de dekiagaru là gì nhỉ? Thêm một chút nữa là sẽ xong, là sẽ hoàn thành chẳng hạn. Nhá, thì mình sẽ có từ là hitoiki, được chưa nào? Ato hitoiki de dekiagaru yo. Ok, hay là kansei da yo. Được chưa nào? Và cuối cùng chúng ta có từ là đọc là hitoe hoặc là ichiju desu ne. Thì ví dụ như là cái từ này nó sẽ mang nghĩa là một cái lớp, ví dụ một lớp giấy chẳng hạn nhá, một lớp giấy. Ok. Hay là hai cái từ này, các bạn cũng sẽ gặp cái từ này khi mà nói về ichiju mabuta là gì mọi người nhỉ? Là mắt một mí nhá, mắt một mí. Được chưa? Một lớp thôi mà. Ok. Rồi, tiếp tục chúng ta sang câu số 57. Ôi trời ơi, 57 thì dễ nhất quả đất luôn. Cố ý xếp cho các bạn những cái câu cuối cùng dễ để các bạn dễ theo đấy. Rồi, câu cuối cùng nào. À không, câu 57 nào. Nani nani ga tsuzuki, keigei ga muzukashiku natte kita. Khi cái gì đó
thế nào đó nó cứ diễn ra, nó cứ liên tiếp thì cái tình hình kinh doanh nó trở nên gì nhỉ, khó khăn hơn. Rồi mình sẽ có một là shiroji, hai là aoji, ba là akaji và bốn là kuroji. Tình hình kinh doanh nó sẽ khó khăn khi thế nào mọi người? Khi nền trắng, khi nền nền xanh, khi nền đỏ hay khi nền đen? Hỏi chỗ này là đất, còn dưới này là chữ đúng không? Khi chữ đỏ hay là chữ đen? Rồi, các bạn chọn đáp án số mấy ạ? Hay. Rồi, báo động thì nó sẽ thường đi với báo động màu gì ạ mọi người? Báo động đỏ đúng không? Ok. Cái từ akaji này có nghĩa là lỗ nhé mọi người nhá. Và ngược lại với nó chúng ta sẽ có từ kuroji là lãi. Được chưa? Rồi, akaji ga tsuzuki desu ne, khi mà cái tình hình lỗ nó kéo dài thì cái việc kinh doanh nó sẽ trở nên gì nhỉ? Nó đã mọi người nhá, nó đã trở nên khó khăn. Còn shiroji thì mà hiểu nghĩa là nền trắng, còn aoji là nền xanh thôi, còn kuroji là lãi nhá. Ok, lãi. Lỗ thì phải lỗ đỏ nhỉ chưa? Đỏ. Nhưng mà nhớ lỗ là đi với chữ màu đỏ chứ không phải chữ này nhá, chữ địa nhá. Ok. Tiếp tục chúng ta sang câu 58 nào. Câu này cũng dễ. Câu này thực ra nó hơi bắt bẻ chúng ta về cái cách gọi là từ vựng thôi, có những cái từ nó không có đâu mọi người ạ. Ừ. Câu số 2 và số 3 hay số 4, số 1. Các bạn chọn ra số mấy ạ? Rồi. Ừ. Ví dụ như là từ này mình sẽ có từ gì ạ? Ok. Từ này không có chữ Hán đâu, từ này không có chữ Hán đâu. Từ này có từ gì đây? Các bạn biết từ này không ạ? Ừ. Hay, hitoashi desu ne. Rồi, đầu tiên chúng ta có từ hitode, chữ Hán nhân, và chữ thủ này thì nó sẽ mang ý nghĩa là nhân lực nhé. Thì nó hay đi với cái từ là hitode ga tarinai, hoặc là hitode ga busoku shiteiru. Thế thì câu này mình sẽ chọn đáp án số 1 nhé mọi người nhé. Được chưa ạ? Hitode ga tarinai nhé. Vì không có đủ nhân sự thế nên là hãy giúp tôi đúng không? Giúp tôi một chút. Còn không có từ này, không có từ này, được chưa ạ? Và ngoài ra chúng ta có từ hitoashi, nó đi theo cái chữ là chữ chân ấy, thì mình sẽ hiểu là một bước. Hitoashi osokatta là gì nhỉ? Chậm một bước, đúng không nào? Chậm một bước, hitoashi osoi, đúng không nào? Đấy. Rồi, tiếp tục nốt hai câu cuối để xem hôm nay 20 câu chúng ta làm đúng bao nhiêu câu nhá. Câu số 59 nào. Musuko wa shitsuren shite kara zutto chấm kondeiru. Rồi, 4 từ oi kondeiru hay là gì ạ? Nào xem comment nào. Xin các bạn comment nha. Ok, nani nani kondeiru desu ne. Oi kondeiru, osae kondeiru, ochi kondeiru hay là tobi kondeiru. Rồi. Dạy học này đâm ra lại phải nhớ lại những ngày tháng viết chữ Hán đúng không nào? Oi komu desu ne, đúng không? Rồi, tiếp chúng ta có từ osaeru. Osaeru là như thế này à? Phải không nhỉ? Osaeru desu ne. Đúng nhỉ? Tiếp theo chúng ta có từ gì đấy nhỉ? Từ số 3, từ ochikomu desu ne. Ochikomu, bộ thảo này, nước này. Xong rồi, mỗi rơi xuống đúng không? Và cuối cùng chúng ta có từ tobikomu desu ne. Ừ. Rồi. Lâu lắm rồi tôi không biết chữ Hán mọi người ơi. Các bạn học N2 các bạn biết chữ Hán nhiều nữa không? Mà giáo viên thì vẫn phải nhớ chữ Hán đúng không? Mặc dù hàng ngày chúng ta gọi là chỉ sử dụng gọi là gì nhỉ, toàn máy tính đánh tay nhỉ, nên là không biết chữ Hán. Thực ra lâu lắm không biết chữ Hán rồi mọi người ạ. Ôi cô mự là gì ạ? Ôi cô mự là dồn vào cái thế nào đó. Ví dụ một cửa hàng nào đó bây giờ bị dồn vào cái thế là hê tên nhĩ ôi cô mự, là bị dồn vào cái thế là đóng cửa hàng. Được chưa ạ? Ô sai cô mự thì cô nhớ là trong những cái dịch corona ấy, nó rất là hay cùng dùng cái từ này. Shingata virus no kansen kakudai o osaekomu là gì ạ? Mình ngăn chặn, mình kiềm chế cái việc là bùng phát dịch nhá. Ok, thì cái từ này là ngăn chặn bùng phát này, ngăn chặn kiềm chế này. Ok không ạ? Rồi cái từ này là dồn vào thế gì đó. Thế còn tiếp theo chúng ta có từ ochikomu, rơi xuống. Rơi xuống là gì ạ mọi người? Rơi xuống bây giờ nó sẽ mang nghĩa là buồn, suy sụp. Nó gần bằng với từ là gakkari suru, là thất vọng ấy mọi người. Và cuối cùng chúng ta có từ tobikomu là mình lao vào hay là mình nhảy vào đâu đó, đúng không nào? Vậy thì câu này là gì nhỉ? Thằng con trai tôi kể từ khi nó thất tình thì nó dồn vào thế, thì nó ngăn chặn, hay thì nó buồn suy sụp, hay là thì nó nhạ lao vào. Mà đây bình thường lao vào đầu giường chẳng hạn, đúng không? Thì dùng từ tobikomu chẳng hạn. Nhưng mà đây là buồn suy sụp thôi, thể hiện cái trạng thái của nó, mình sẽ dùng từ gì ạ?
Ochikomu cho cô nhá, đó là buồn suy sụp, được chưa ạ? Thất vọng. Ok, đó là số 3. Giờ em chỉ biết được mấy chữ cơ bản thôi mà. Ừ, thực ra cũng quên nhiều lắm mọi người ạ. Quên viết đấy, thì viết không ấy là sợ bị nhầm nét đấy. Ừ. Tiếp câu 60 câu cuối cùng của chúng ta nhá. Điền nốt cho cô nào. Ok, điền nốt cho cô. Rồi. Shinichi do mondai no kaiketsu ni chớ chớ masu. Ok. Dễ rồi. Nốt nào, cuối cùng cho cô nào. Một là ichido này nó mang nghĩa là toàn thể mọi người nhá. Shin ichido. Ok, toàn thể nhân viên thì thế nào đó ạ? Thì ở câu số 1 norikomu là lên xe, đúng không nào? Ví dụ các bạn lên tàu thì các bạn phải lên một cái chuyến tàu rất là đông người, phải densha ni norikomu desu ne. Tiếp theo cái số 2 chúng ta có từ tsutomeru. Tsutomeru nhìn cái chữ này bình thường trong từ gì mọi người nhỉ? Trong từ nỗ lực đúng không? Thế thì có một cái từ đọc của nó, động từ của nó là gì nhỉ? Tsutomeru. Nó nghĩa là gì nhỉ mọi người nhỉ? Nghĩa là gì đúng không? Câu số 3 chúng ta có từ seru desu ne, hoặc là một cái từ là từ semaru cũng được. Được chưa nào? Semaru. Thì cái này nó mang nghĩa là ví dụ như là một cái kỳ thi hay là một cái cuộc bầu cử gì đó nó đang đến sát gần nhá, đến sát đến gần. Được chưa nào? Và cuối cùng chúng ta có từ hasamu. Hasamu này thì bình thường ví dụ như là cứ chiều hasamu thì đúng không ạ? Đúng các bạn biết là gì ạ? Cứ chiều hasamu là gì ạ? Mình chõ mồm vào cái việc gì đấy đúng không? Hay là một cái nghĩa nữa của từ hasamu nghĩa là gì nhỉ? Mình kẹp cái gì đó, ví dụ như là mình kẹp thịt vào giữa cái bánh mì chẳng hạn, thì sẽ có từ hasamu mang nghĩa như vậy nhá. Đấy. Vậy thì trong bốn cái này các bạn sẽ chọn đáp án số mấy đây? Đúng rồi, chúng ta sẽ có stomemas nhé. Stomemas này, cái từ này từ nỗ đúng không nào? Nỗ trong nỗ lực ấy, thì mình sẽ mang nghĩa là cố gắng nỗ lực làm cái việc gì đó. Thì bây giờ toàn thể nhân viên thì cố gắng nỗ lực vào cái việc đó là giải quyết cái vấn đề nhá. Đấy, thì đó là câu cuối cùng của chúng ta. Các bạn tổng kết cho cô hôm nay các bạn làm 20 câu đúng bao nhiêu câu ạ? Rồi, 20 câu này các bạn làm đúng bao nhiêu câu? Comment cho cô nhá. Chào mọi người nhá.